Xin thân kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đất Trần Minh Kha Official. Thì Kha đang ở ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh An Ninh. Trong một khu dân cư có một lối nhỏ để cho các cô chú anh chị nè, mình có xe máy, mình cắt một ngôi nhà nhỏ nhỏ và có thổ cư 100%. Một con đường này thì cũng không lớn, xe máy mình chạy thì rất là vô tư, nó chỉ tầm khoảng 1,5 m thôi đó. Thì nó sát một bên con đường nhựa luôn, tí xíu Kha sẽ di chuyển cho người xem. Và bây giờ Kha sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể hai mảnh đất, một mảnh là 4m và một mảnh là 5m liền kề nha mọi người, sổ hồng riêng luôn đó, đều có sổ hồng riêng luôn, có thể công chứng bất cứ lúc nào khi giá tiền giá thành nó cũng còn nhẹ để mình có thể làm công nhân xí nghiệp, mình thuận tiện tạo một chỗ ở xây cơ nghiệp thì cũng rất là thuận tiện, rất là ok luôn. Đây thì trừ cái trụ sát vách này nè, cái trụ nè đó. Kéo qua đây là 5m, chưa, bởi vì chủ còn ở xa chưa có chôn cái trụ giữa nha mọi người đó. Và qua đây sát vách nhà bên đây là 4m, hai nền là 9m nha, hai sổ riêng luôn, một nền 5 và một nền 4. Thì ngay đây là hết đường, nhưng mà mình rất là gần luôn, mình ra đường nhựa chỉ mất tầm khoảng 25m thôi là đến đường nhựa luôn. Đây sát đây có bà cụ rất là thân thiện luôn nè, ai đây về để ở thì rất là yên tĩnh luôn. Chiều dài của mảnh đất này là 37m nha mọi người, 37m chiều dài. Thì một chiều dài cũng khá là lý tưởng để mình có thể trồng thêm rau mình ăn. Đất này thì gò sẵn luôn, đất gò, thổ cư 100%. Phía sau có vách trường đó, có vách ngăn, vách trường sẵn luôn, B40 luôn nha mọi người. Ghi view đến phía trước nè, khá là đẹp luôn. Thì chủ bán cho mình là hai mảnh, một mảnh 4 và một mảnh 5, chiều dài 37m, thổ cư hết đất. Thì cái mảnh 4m đó là 330 triệu nha mọi người. Và mảnh 5m là 415 triệu. 415 triệu cho một mảnh 5m và 330 triệu cho một mảnh 4m. Thì nếu mà lấy hết hai mảnh luôn thì chủ có thể là bớt lọc cho mình được vài triệu nha mọi người, chứ không nhiều, bởi vì đây là đất công nhân, đất rẻ. Cái hướng này thì các nhà rất là đẹp luôn, rất là sáng sủa. Và mình đi đến trung tâm thì cũng rất là gần. Đi đến Ủy ban nhân dân xã Lợi Thuận thì mất chỉ tầm khoảng 1,5 km thôi. Và đến trung tâm vùng xây Bến Cầu thì mất chưa đầy 2 km. Đó. Lâu lâu thì cũng có những mảnh đất số tiền nhỏ nhỏ như thế này và sạch sẽ. Thì đây là một cơ hội hiếm có để cho các anh chị, các cô chú có điều kiện hơi chật hẹp thì mình có thể mình mua mảnh đất này, cất nhà, làm xí nghiệp một bài. Và đi làm trung tâm Bến Cầu thì rất là gần luôn. Nè, con đường này, cái đường khá là đẹp nha, để đi khô thoáng. Đường thì không lớn, chỉ 1,5 m thôi, dành cho xe gắn máy thì người chạy rất là vô tư luôn. Đây nè, đây là tới cái hướng mình chạy tới xã nè. Bên trái là mọi người đi đến quốc lộ, ra quốc lộ nè, ra quốc lộ đến không một bài được luôn. Anh đi hướng Gò Dầu, Hồ Chí Minh thì mất chỉ tầm khoảng 4 km là mình đến quốc lộ luôn. Đây là Ủy ban nhân dân xã Lợi Thuận. Ủy ban nhân dân xã Lợi Thuận đây nè. Thì mất chưa đầy một phút hồ là mình có thể mình đến ủy ban luôn. Và phía trước là chạm một gõ chợ Lợi Thuận, rất là thuận tiện nha. Rồi, ai muốn tranh thủ, tôi nghĩ là mảnh đất này có sẽ có người mua rất là nhanh. Tranh thủ đi xem và đặt
cọc ngay mảnh đất này, kẻo lỡ cơ hội một chỗ ở cảm thấy rất là thích hợp. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hãy cho Kha một like đăng ký. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.